Đó. Làm cho anh này cái nha. Cái này dầm giờ ra đây ha. Trời ra giữa đây, cái này trời ra giữa đây, nhưng mà họ đang đây ở đây nè, chắc là anh sẽ thả hai bóng đây. Nhưng mà em sẽ làm cho anh cái hộp vuông đi. Bằng cái hộp này nhưng mà nó vuông thôi. À, nó vuông chắc khoảng bên này bao nhiêu? 30 hả? 30 vuông nha. 30 23. Làm 30 vuông đi, làm một cục ở đây, làm cục ở đây. Để gắn hai cái đèn đây. Hai vuông thôi để làm rồi chứ không có làm nguyên băng dài nữa. Rồi cái hai cục băng đặt lên cục hai cục đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, 30 vuông, vuông góc vậy nha. Rồi giờ cái này vô cho anh bữa anh không có qua nên bây giờ anh qua anh bực bội quá. Cái camera dời qua được thì em dít dời qua anh nha. Không sao, rồi vậy rồi. Làm ra đến nay mai cho còn đi, mốt giờ đi. Cái tường, không có lấy tìm. Anh cho tìm cửa đó. Không phải tìm cửa. Tìm tường, đi theo tìm tường. Đúng rồi. Cái cồn này quá, cồn này là lấy cái tim này, nó dịch qua đây một chút nè. Thì cái bên hông này là tim rồi nè. Thấy không? Dịch qua đây. Thế nó cũng đẹp tương đối rồi ha. Thế không được. Đâu nhiều, không phải nhiều. Cho nó qua đi, cho nó qua đây nhiều á. Nó còn qua tới cầu 2 tấc nữa mà nó mới vô tay tim được. Đó, không em nhìn vô đây, rồi nhưng mà tháo cái bóng này tháo ra nha. Tháo luôn chứ. Cái này tháo ra, cái này tháo ra. Cái tháo này về đây. Đúng rồi. Cục này bỏ. Cục nào? Giữ nguyên. À, giữ nguyên. Chỉ tháo đèn thôi. Tháo hai bóng đèn này thôi. Gì? Tháo đèn. Không sao, anh cứ tháo ra đi để cho ghê nó xử lý. Nó làm gì nó xử lý cái đó. Ở đó cũng được, nó nói chung lấy tim này cũng được, tim đó cũng được, hai cái này nó xích nhau chút xíu à. Đúng rồi, em thấy là tích gì còn nếu mà làm theo cái hình đó thì em lấy tim này đi, em chia hai cái cột ra em lấy tim này cho anh đi, coi chia thử kéo thử đấy. Mét 12 thôi mà 1 mét nó còn 12 là mét là 6 đúng không? Đúng không? 160 nằm ở đây nè. Có thể ở đây là sẽ tháo 3 bóng á, hai bóng này nữa. Hai bóng này đi với mới thấy được cái mặt tiền này là 1 2 3. Cái này rút cao đâu khoan để coi cái này nè. 1 2 cái này. 1, 2, 3. Ở đây trong đây nó có đèn nó già ra là sáng rồi, anh tháo 4 cái này ra em đi. 3 cái này á, anh giúp anh rút sole lên. Sole cao hơn hai thằng này. Cao lên rồi gắn 3 cái này bóng đèn vàng đi. Còn mấy cái này để trắng đi. Cho này nó cho nó ấm lại rồi. Cái 3 cái đèn mấy cái đèn này là tường nó cũng là xà bóng vàng luôn. Cho nó có nó pha thêm vàng nữa, cho nó ấm với lại nó giật ở đây. Cái này đưa lên tấc. Cái này đưa lên 2 tấc. 3 cái đưa lên. Thằng giữa là sẽ cao hơn. Nó cao hơn. 4 cái này tháo ra. 4 cái này tháo ra coi cúp này nó bị hụt không anh. Nếu mà vuông rồi hoặc nếu mà tháo ra nó bị dư chống cái cột này á, cái cột khúc đó. Cột này á thì tới mình bỏ ốp cái gỗ bên này nè, ốp bên hai bên tường này nè. Thì nếu mà không thì cả là mình ốp lên đây rồi thì chắc là nó sẽ dính vào một chút. Hoặc là để em nghĩ xem phương án rồi nó cũng thả thì không, hay là chắc để chống chẳng vấn đề đâu. Để bóng. Kiếm cái bóng á, cái này bóng lựa cho. Đấy lựa rồi đó đúng không? Tiền chừng ăn nữa rồi anh qua nó. Đèn ốp tường á, đèn ốp tường chưa báo cha. Báo cha rồi, Đâu gọi qua rồi. Gửi cha rồi. Còn nó nói anh qua chiều nay đem qua cho con 2 mẫu luôn. Như đèn đuôi ra anh. Đề này không có sáng đó nha, đề này không có đủ sáng đó. Đề này nó là xe đèn xe tóc mà. Không bây giờ mình có thể là mình xem là phương án cái gì. Bây giờ đâu có ấy ra được đâu, phải bị ấy khúc này phải không ta? Ở cả cứ canh đều hai góc bên này là được rồi, góc bên này góc bên kia đều rồi đó. Một bên lấy đều, hai là lấy dư rồi. Rồi đo canh mấy cái này bằng nhau nữa, chờ nhau là được rồi. Em chỉ tính độ bằng này thôi đúng không? Đúng rồi. Độ bằng này đây đúng không? Chiều có thể anh canh cho mình được đúng không? Rồi rồi. Rồi trước mắt thôi chia một bánh này trước đúng không? Canh ra thôi. Bánh cái này nằm ngay tim đúng không? Đúng rồi. Rồi cái ấy này trước đây chúng ta mình canh mấy cái kia ra được rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, cái phần bên trong bánh sau, bánh đây nhá thế này. Cái này đúng không? Bánh trong mình tính sau không? Rồi, bánh đây cái trước đi cố. Rồi, cố lên cho nó đường dài cố đi. Còn đường cao mình nhét canh thôi phải không? Bên đó nó không dư chút đúng không? Rồi vậy được rồi. Do nó chảy phải không? Cái nó lòi chút được không? Đó giờ bánh cái phần căng 900 thôi. Ở bên này bánh chưa? Này lát ấy keo cho dính này vô nha. Để cái bánh ở đây xong là mấy tờ sơn mấy keo lại không? Rồi. Bánh tay cá này không? Bánh tay cá này ở dưới này. Đó rồi bánh đây được rồi đó. Rồi cốt này đây cái nữa. Rồi đó mấy kia đo đều ra là ok rồi. Đến cao nhất Sài Gòn.